Bây giờ tôi sẽ hát bài một bài về là cái shop đấy là cái chương trình của tôi đi hát ở tại Osaka. Thì một lúc này một bài về đấy là cảm nghĩ gì chắc là có nghe rồi. Thì bây giờ tôi hát lại, chính như là cảm nghĩ gì nghe nhiều người cả hát. Thì cách đây 2 năm tôi đến đây, như tôi có hát trên cỏ cả hơn và những điều hỏi hay là một số bạn bè để nghe rồi. Tuy nhiên bây giờ xin hát lại. Và tôi nghĩ rằng là sau khi tôi giới thiệu là tất cả mọi chuyện của quả đi về là sao? Tất cả chúng ta đi đến cuộc đời và chúng ta về lại quả hư vô là lúc chưa trở thành hiện tượng có người trong cuộc sống này. Tuy nhiên từ hư vô chúng ta đến cuộc đời, và đến cuộc đời chúng ta trở về lại chỗ hư vô. Đây là một quả đi về. Mời tất cả mọi người. Mây che trên đầu và nắng trên vai.